Hà Nội hướng dẫn phòng chống COVID-19 khi học sinh trở lại trường. Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường, giáo viên, nhân viên y tế phải thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, đồng thời nắm bắt, theo dõi sức khỏe học sinh để xử lý kịp thời. Để chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường học tập khi đủ điều kiện và bảo đảm an toàn về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, Liên Sở Giáo dục và Đào tạo Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị công tác phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới, quy định rõ nhiệm vụ từng bộ phận, từng giai đoạn. Văn bản hướng dẫn nêu rõ những việc cần làm của từng bộ phận, thành viên trong nhà trường, giáo viên, nhân viên y tế, học sinh ở hai giai đoạn, trước khi học sinh trở lại trường và khi học sinh đi học trở lại. Trước khi học sinh trở lại trường, văn bản yêu cầu các nhà trường chú ý công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, y tế tại trường học. Bên cạnh đó, các trường phải tập huấn cho giáo viên, cán bộ, nhân viên về công tác phòng chống dịch, tuyên truyền các nội dung phòng chống dịch đến phụ huynh và học sinh. Các giáo viên cần phối hợp với gia đình học sinh nắm bắt, theo dõi tình hình sức khỏe, các biểu hiện ho, sốt, khó thở của học sinh để có biện pháp xử lý kịp thời. Một trong những việc quan trọng đối với học sinh trong giai đoạn này là giữ gìn sức khỏe, thường xuyên súc miệng, họng, giữ ấm cơ thể, tăng cường tập thể dục, ăn chín, uống sôi, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng. Học sinh cần tự theo dõi sức khỏe, nếu có ho, sốt, khó thở thì báo ngay cho nhà trường, đồng thời đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường, giáo viên, nhân viên y tế phải thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, đồng thời nắm bắt, theo dõi sức khỏe học sinh để xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Văn bản hướng dẫn này là căn cứ để các đơn vị, trường học thực hiện tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học khi đủ điều kiện. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, trường học thuộc thành phố Hà Nội chuẩn bị chu đáo, đầy đủ theo các công việc đã được quy định, căn cứ diễn biến của dịch COVID-19 tại từng địa bàn cụ thể. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành phố cho phép học sinh ở một số khối lớp được học trực tiếp tại trường. Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học ở Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Hà Nội cũng ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Các đơn vị, trường học thuộc thành phố Hà Nội căn cứ để đối chiếu, từ đó chuẩn bị, hoàn thiện theo các tiêu chí quy định. Có 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Mỗi tiêu chí được đánh giá ở hai mức, đạt và không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn và ngược lại. Số tiêu chí không đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng thấp, trường học càng không an toàn. Trước khi học sinh đến trường có 8 tiêu chí đánh giá, khi học sinh đến trường có 6 tiêu chí đánh giá và khi học sinh kết thúc buổi học có 2 tiêu chí đánh giá. Cụ thể, 8 tiêu chí đánh giá trong giai đoạn trước khi học sinh đến trường là đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học, thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch. Chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương. 100% trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, gọi chung là học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường, gọi chung là cán bộ, giáo viên thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường. 100% học sinh và cán bộ, giáo viên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường. Bên cạnh đó, thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón nếu có theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường, tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống COVID-19. Khi học sinh đến trường gồm 6 tiêu chí, gồm bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học, bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được đón và giao nhận tại cổng trường, đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường theo quy định của chính phủ, thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh. Phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi lần đưa đón theo quy định, đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường. Cùng với đó, thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch của nhà trường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Có hai tiêu chí đánh giá khi học sinh kết thúc buổi học là bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời trường trở về nhà, bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được nhà trường bố trí giao nhận đầy đủ. Nếu đạt từ 12 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 8, 11, 12 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện tốt, trường học an toàn. Đạt từ 8 đến 11 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 8, 11, 12 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt. Nếu đạt từ 7 tiêu chí trở xuống thì trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động. Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất các đơn vị, trường học thuộc thành phố Hà Nội về việc thực hiện các tiêu chí đã ban hành. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch, đánh giá mức độ an toàn của đơn vị theo bộ tiêu chí tại các đơn vị, trường học trên địa bàn và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.